Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Cô thấy sao? Có vừa ý không? À, hay là cô cầm thử cái túi xách này đi. Ừ, cũng được đó. Màu của túi và đậm rất hợp nhau. Hợp đúng không? À, giờ đeo thử sợi dây chuyền này vô nữa. Ở cửa hàng chúng tôi, cô có thể dùng mọi thứ để phối đồ một cách hài hòa. Tôi rất là ưng ý. Vậy được rồi, tôi lấy cái này. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều. Con nói chủ tịch Gang là con phải về vì có khách quý ghé thăm chúng ta đó. Chú làm một mình cũng được mà. Một ngày như vậy thì làm sao mà con không về được. Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà. Con không biết là con có tư cách tới một nơi như vậy không? Cái gì mà tư cách? Cứ xem như đó là lời chào của người dân thị trấn mà tới đi. Nhưng mà con cảm thấy xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì chứ? Thôi đi đi, ai cũng là người tốt hết trơn á. Dân xin cũng sẽ về nữa, nên là kiểu gì cũng sẽ có nhiều món ngon. May là cô gái đó cuối cùng cũng đã quay lại. Đúng là người già thì thường suy nghĩ rất thấu đáo ha. Bác Men Xuân đúng không? Vừa mới gặp mặt mà bác ấy đã hỏi tiền liền. Liệu cô ấy có quay lại hay không chứ? Bởi vậy mới nói. Nếu vừa là em hả? Em sẽ tra hỏi cô đã làm gì con trai tôi, trả tiền cho tôi ngay lập tức. Không đâu, em không phải là loại người như vậy. Ôi trời ơi, anh nghĩ như vậy sao? Chắc chắn em sẽ tha thứ cho cô ấy từ đầu luôn. Không dễ để tha thứ ngay từ đầu đâu. Một trong những nhược điểm yếu kém của con người đó chính là chờ đợi. Chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa thôi. Mau về thôi anh, hôm nay có nhiều món ngon lắm đó. Đúng là bếp trưởng của nhà hàng đầu Hàn Quốc làm có khác ha. Mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đó chú. Đây là tất cả các món của quán chúng ta. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bày hết. Đúng tất cả rồi. Còn ngày nào vui hơn ngày hôm nay nữa đây. Cái gì vậy trời? Hai chú cháu bày biện y như một bữa tiệc vậy. Dân xin muốn chứng minh thực lực một chút. Tất cả những món ăn của nhà hàng hàng đầu Hàn Quốc đều đã ở đây rồi. Anh đi hết mấy chỗ đó rồi sao? Không lẽ anh không thể tới đó một lần trong đời sao? Sao còn chưa tới nữa? Dạ xin mời vào, rất vui được gặp ạ. Trời đất ơi, cái gì vậy? Nhìn y như là một buổi tiệc hoành tráng vậy. Hôm nay nhà bác chỉ đem theo có 3 phiếu ăn thôi mà. Dạ xin mời vào. Chúng ta nên chào hỏi trước. Dạ tôi tên là Quang Phin Sun. Ngồi đi. Cảm ơn mọi người vì đã chào đón một người giống như tôi. Sao lại nói như vậy chứ? Không lẽ cô không nhớ tôi sao? Tôi không có con gái mà cũng tới mua kẹp tóc. Dân xin nấu quá trời món ngon như vậy rồi. Hay là chú về nhà lấy tặng cho con nha. Một cái kẹp tóc thì không đủ đâu chú. Vậy thì một cái kẹp tóc và 2 phiếu ăn thì sao? Được rồi, đồng ý. Con gọi cô ấy là cô Hoang được không ạ? Nà, sao có thể gọi một người trẻ trung xinh đẹp như vậy là cô được chứ? Nhưng mà cô ấy là bạn của chú mà, con kêu bằng chị thì kỳ lắm. Cứ gọi tôi là Phin Sun là được rồi. Không, như vậy không có được đâu. Gọi tên cô ấy cho đàng hoàng đi chứ. Được rồi mà, xưng hô sao cũng được hết. Mau cũng ly đi.
Càng. Chúc mừng cô Phi Xuân đến với thị trấn chúng ta. Càng. Càng. Cô giống như đại sứ của thị trấn vậy đó. Thiệt à. Đại sứ thị trấn hả? Ai nói cô không thể chứ. Thị trấn của chúng ta cũng có nhiều danh lam thắng cảnh mà. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị khách du lịch đã tới Ưng Chơn ngày hôm nay. À, cây cầu nằm ở hướng 3 giờ từ vị trí chỗ ngồi của quý khách là biểu tượng đại diện của thị trấn này. Trời ơi cô ơi, không phải là đại sứ mà là hướng dẫn viên du lịch. Ủa vậy hả? Hướng dẫn viên sao? Con đúng là người hướng ngoại hài hước. Không ai có thể ngăn được vợ con đâu. Mọi người từ giờ hãy xem Sichin của chúng ta như là một thím đang bị bệnh mãn kinh đi ha. Anh đang làm em thấy xấu hổ rồi đó nha. Con cũng cảm thấy mình sắp bước vào thời kỳ mãn kinh rồi. Mãn kinh đâu phải là bệnh đâu. Sao mọi người cứ nói như vậy hoài à? Tuổi của dông gu sao lại nói về mãn kinh được chứ chưa đâu. Nói thật tôi cũng đâu còn trẻ trung gì nữa đâu. Vẫn còn trẻ mà. Với đàn ông thì tuổi đó còn trẻ lắm. Người ta thường nói độ tuổi tốt nhất để đàn ông kết hôn là 43. Ở độ tuổi đó sẽ cảm thấy rộng lòng để yêu thương một người phụ nữ và dũng cảm thấy có một chút cô đơn. Câu đó của ai vậy? Giảng viên đại học của anh nói như vậy à. Lại nữa rồi, em chưa bao giờ nghe qua câu đó luôn ha. Là tuổi của tôi. Đúng rồi, là tuổi của cậu đó. Giảng viên của tôi đã nói như vậy mà. Vì vẫn nguồn thông tin của anh khả nghi, không ai quen giảng viên cho nên anh bịa chứ gì. Không phải chỉ có mình tôi nghe đâu. Rồi hỏi mấy bạn học của tôi luôn đi. Thôi được rồi, được rồi. Làm ơn ăn giùm em một cái đi. Mong rằng từ bây giờ chị Phin Sun có thể cảm thấy thoải mái và hòa hợp với mọi người. Cảm ơn mọi người. Mọi người thật sự giống như người một nhà. Cô thích những món này không cô? À, cô chưa từng ăn món như vậy. Món này nè. À, món này nữa. Là con làm hết tất cả đó. Chú chỉ đứng kế bên phụ giúp con thôi. Hôm nay tâm trạng của Dương Si tốt quá à. Con còn trẻ như vậy mà nấu ăn giỏi quá à. Con thực sự thấy rất vui khi được gặp cô. Khi nào đi chợ thì ghé qua chỗ cô. Cô tặng con kẹp tóc. Được rồi, vậy là một kẹp tóc và hai phiếu ăn từ chú trong gu. Còn cô thì sao? Hả? Thì cứ ghé qua cửa hàng đi, cô tặng con một cái túi. Được rồi, vậy là con đã nhận được giá trị đồng tiền rồi. Ôi trời, sao hôm nay Dương Si nó lại điên đảo vì tiền vậy chứ? Bữa tối hôm nay là bữa ăn gia đình mà thôi. Cậu quê quá đi, nãy giờ ai cũng vừa ăn vừa biết như vậy mà. Dạ. Nào nào, cạn ly lần nữa ha. Nào cạn, cạn ly, chào mừng tới thị trấn. Xin chào, chào mừng. Dương Xin chắc giờ đang vui vẻ lắm ha. Dương Xin hả? Sắp trở thành người một nhà rồi nên cũng không thể gọi là cô Kim nữa. Ai mà trở thành người nhà của chúng ta vậy? Thôi không có con bé, mọi thứ y mắng quá à. Con bé nói là hôm nay có khách quan trọng tới quán. Mọi người tụ tập ăn uống với nhau chắc là vui lắm. Em cũng thích chỗ đó nữa. Món súp đậu nành rất là ngon luôn. Để chị làm món đó cho em ăn. Em không cần phải tới quán đâu. Không đời nào, em sẽ tới đó. Lần tới ba đi câu cá con đi nữa. Con cũng thích tới quán. Ở thị trấn đâu phải chỉ có mỗi quán cơm đó đâu trời. Tại sao Dượng của con lại thích tới nơi đó với chồng xu như vậy? Dạo gần đây Dượng thường xuyên tới đó làm con cảm thấy bất an nên... Hôm nay thật sự rất cảm ơn mọi người. Tôi đã có một bữa ăn rất ngon miệng. Nếu chị muốn ăn gì thì đừng ngại cho tôi biết nha. Tôi sẽ làm cho chị. Cảm ơn cậu rất nhiều. Thôi trễ rồi, đi về đi. Dạ. Hẹn gặp lại bác ngày mai ở chợ à. Phin Sun về cẩn thận. Sao lại như vậy? Đưa người ta về đi chứ. Ít chứ cũng phải tiễn tới trạm xe buýt mới được. Tôi đi hả? Vậy không lẽ là tôi đi sao? Dạ, tôi về một mình là được rồi. Thì hai người đi chung con đường. Nói mấy chuyện này chuyện kia cho hiểu nhau nhiều hơn chút nữa. Kiểu như vợ của thầy Ly tiền bán kinh vậy đó. Tôi có thể đưa cô về không? Vậy làm phiền anh đưa tôi về. Dạ, xin phép mọi người. Đi đi. Trời ơi, nhìn nó vui chưa kìa. Vậy thì hôm nay xin phép tới đây thôi. Dương Sinh à, chú thích bữa ăn hôm nay. Lần tới chắc chắn chú sẽ đem theo kẹp tóc. Dạ, chú về cẩn thận. Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều. Bác sẽ không quên ơn này đâu. Ơn nghĩa gì chứ bác.
Cảm ơn con Dân Xin, cả con nữa Cân Su. Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ. Mọi người cũng mệt rồi. Khi có chuyện thì cậu lúc nào cũng là người vất vả nhất. Niềm vui của đời người mà. Giờ Cân Su của chúng ta đã biết được niềm vui của cuộc sống rồi sao? Thì em già rồi mà chị. Cậu còn chưa 40 tuổi nữa, sao có thể nói vậy? Được rồi, mình về thôi. Đi về thôi. Phải góp vui vào câu chuyện cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Làm cho em mệt quá chừng luôn. Em làm tốt lắm, đi về thôi. Về nha, giờ sư của chúng ta chắc mệt lắm rồi đó. Thầy cô về cẩn thận nha. Con cũng đi về đi. Con về đâu chứ? Về nhà hả? Con về nhà của mình rồi còn gì? Làm con buồn đó. Đã trễ rồi mà, họ đang chờ con đó. Vậy thì đống chén chất cao như núi kia thì ai sẽ rửa đây? Không cần phải lo đâu, sau 4 ngày 3 đêm chú sẽ rửa hết thôi mà. Con báo mọi người bên đó con về trễ để họ không phải lo rồi. Con nói chuyện với chủ tịch Càng về việc nhận con nuôi chưa? Chú đừng nói chuyện đó nữa. Thời gian chúng ta được ở bên nhau có nhiều đâu chứ. Sao cứ nhắc tới chuyện không vui đó hoài vậy? Vậy thì đem chuyện gì vui ra mà nói chứ. Con cũng chưa nghĩ ra được cái gì hết. À, con thấy rất vui cho chú Dông Gu và cô Phiên Xuân quá. Chú cũng thấy vui. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người họ, làm cho con cũng cảm thấy ganh tị quá trời quá đất luôn chú. Vậy thì con thử hẹn hò lại với Trân Huynh đi. Trân Huynh hả? Con không nghĩ là con với Trân Huynh có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người đâu. Giờ đã Trân đang tới quán ăn đó. Thiệt hả chú? Thì ra là vậy. Ít ra thì chú nên nhắn tin báo con biết chứ. Con nghĩ là chú là kiểu người nhắn tin các kiểu hả? Thì đúng là vậy mà. Con cũng là người khi cần giúp thì mới liên lạc thôi. Chính xác là vậy đó. Cho nên cả hai chúng ta tối nào cũng ngồi ôm gối nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tại chúng ta không có gì để làm đó. Chú vừa ôm gối vừa nhìn điện thoại hả? Con kêu chú làm vậy mà. Nghĩ tới cảnh chú ngồi trong bộ dạng đó làm con thấy mắc cười quá đi. Cái gì? Chú đó gần 40 tuổi đầu rồi còn ngồi nhìn chằm chằm vô điện thoại nữa. Dám chọc chú hả? Hả? Trời, gì vậy? Chú muốn con đi về đó hả? À. Trời ơi, trời, chú này thiệt tình à. Quá trời quá đất rồi. To gan ha. Nè. Xem nè. Chú này. Còn to gan hả? Dám tạt nước chú hả? Trân Huynh tới rồi à? Con nên tới sớm để ăn cùng mọi người chứ. Kim Dương Xin, cậu đang làm gì vậy chứ? Làm gì chứ? Thì mình đang rửa chén cùng với chú mà thôi. Ra ngoài nói chuyện với mình đi. Trễ rồi nên mình phải đi về, để lần sau đi. Chú Cân Su à, con đi thay đồ nha. Trân Huynh à, con đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm nghĩa là sao chứ? Chỉ mình chú nghĩ như vậy thôi, còn những người khác đều cho là không bình thường đó. Bởi vì hai người nhìn không khác gì một cặp tình nhân hết. Chú mệt lắm rồi, chú hãy vào trong nghỉ ngơi đi. Không phải Đa Chơn sao? Đa Chơn à? Con ăn tối chưa? Dạ, con ăn tối rồi. Cậu tới rồi sao mà không chịu vào? Sao lại đứng ở ngoài làm gì? Mình chỉ là muốn đứng từ xa nhìn cậu rời đi.